Xin chào tất cả mọi người và chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ và mát mẻ nha. Hôm nay thì có một sự kiện khá là thú vị đến từ Garena Lên Kunobai, trang chủ chính thức. Đây mình sẽ ấn vào cho anh em xem. Đây là trang chủ chính thức nha và có event khá thú vị dành tặng anh em này. Mình sẽ làm clip thật là nhanh để có thể anh em có thể biết qua về cái sự kiện này. Đầu tiên hẹn đấu sinh tử cùng nhau nhận quà. Khi tham gia sự kiện bạn sẽ nhận được tối đa 8 lượt rút thăm may mắn với cơ hội nhận được tướng vĩnh viễn. 4 vị tướng vĩnh viễn đó là Murat, Whit, John và Azenka. Đó, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm sao để có thể nhận được những cái vé rút thăm nha anh em ơi. Đầu tiên anh em ấn vào cái phần này giúp mình này, ấn vào đường link nha. Và đây là cái trang của Garena Lên Kunobai này. Sự kiện hẹn đấu sinh tử cùng nhau nhận quà. Kính chào các kiện tướng, trong thời gian tới bản cập nhật tiếp theo của Lên Kunobai sẽ chính thức lên sóng. Tới tâm điểm chú ý là chế độ chơi mới đấu trường sinh tử để chuẩn bị cho màn ra mắt của chế độ này. Hội đồng Liên Quân xin gửi tới toàn thể cộng đồng người chơi sự kiện hẹn đấu sinh tử cùng nhau nhận quà này. Khi tham gia sự kiện bạn sẽ nhận được tối đa 8 lượt rút thăm may mắn. 8 lượt nha, tối đa là 8 lượt, anh em chỉ có 8 lượt duy nhất thôi, với cơ hội nhận được tướng vĩnh viễn Murat, Whit, John và Azenka. Trong số này mình cảm thấy là có Murat với Whit và John là khá là trị giá anh em ơi. Link tham gia sự kiện nha. Tiếp tục anh em cứ ấn vào cứ kéo xuống đi. Chỗ này nội dung là trong thời gian diễn ra sự kiện các kiện tướng tham gia làm 3 nhiệm vụ đơn giản để đổi lấy các lượt rút thăm may mắn này. Nhiệm vụ đầu tiên là đăng nhập sự kiện này. Và lượt rút thăm đó là một lượt nhập mã hẹn của bạn bè thành công này. Một lượt tối đa 3 lượt vào sự kiện này. Gửi mã hẹn cho bạn bè và bạn bè nhập thành công. Một lượt tối đa 4 lượt vào sự kiện này. Phần thưởng này anh em ơi. Phần thưởng mỗi lượt rút thăm may mắn các kiện tướng sẽ nhận được ngẫu nhiên trong số 8 vật phẩm sau nhận được này. Đầu tiên một đó là tướng Murat vĩnh viễn, tiếp theo là tướng Whit vĩnh viễn, tiếp theo là tướng John vĩnh viễn và Azenka vĩnh viễn. Một vé quay kho báu, một thẻ thủ tướng Whit một ngày, một thẻ tướng ngẫu nhiên một ngày và một thẻ x2 kinh nghiệm một ngày. Lưu ý sự kiện sẽ kết thúc khi chế độ chơi mới đấu trường sinh tử ra mắt. Và chế độ này chuẩn bị ra mắt rồi. Hết tháng này anh em sẽ có một cái bản update sắp tới với cái đấu trường sinh tử và cập nhật giao diện rất là nhiều. Ok, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm sao để có thể quay nhá. Đầu tiên anh em ấn vào cái phần link tham gia sự kiện này giúp mình. Đó, ấn vào phát nó sẽ chuyển cho anh em sang cái phần đăng nhập này. Đấu trường sinh tử, hẹn đấu sinh tử cùng nhau nhận quà. Hiện tại đã có rất nhiều các kiện tướng sẵn sàng tham dự, rủ bạn bè cùng nhau tham gia sự kiện. Phần thưởng giá trị này nhá. Ok, nhận quà đăng ký đây này. Có 4 vị tướng anh em nhìn chưa? Và mời bạn bè để nhận thưởng này. Mỗi lời mời thành công bạn sẽ nhận lại một lá thăm. Lưu ý có thể mời bạn bè chưa chơi Liên Quân. Đó, có thể mời bạn bè chưa chơi Liên Quân nha. Đó, mỗi một lời mời thành công anh em sẽ có một lá thăm thôi. Ok. Tiếp đến là tối đa 8 lượt ứng với mỗi tài khoản này. Bạn đã mời thành công không bạn bè? Đây là mình chưa mời. Từ tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em sau. Và chỗ này là số lá thăm hiện có nha. Đó, chỗ này là có 2, 4, 6, 8, 9, 9 cái anh em ơi. Ok. Và chỗ này là chú ý những người chơi thực hiện đầy đủ yêu cầu mới có thể tham gia. Chỗ này là mời bạn bè này anh em ơi. Hướng dẫn chơi, cái này thì cách tham gia chế độ sinh tử. Cái này ngoài lề rồi. Cái này mình sẽ hướng dẫn sau. Bây giờ chủ yếu cái mục đích chính trong clip lần này đó là hướng dẫn anh em cách làm sao mà có thể là nhận được những cái thẻ để có thể quay được những vị tướng vĩnh viễn này nha. Ok, đầu tiên anh em đăng nhập vào giúp mình này. Đăng nhập bằng hiện tại mình đang sử dụng Garena, thế nên mình sẽ đăng nhập bằng Garena nhá. Và cái phần này thì xin phép anh em mình xin được tắt đi, tại vì là tài khoản mật khẩu mà. Ok, anh em đợi mình xíu này. Ok, mình vừa mới đăng nhập thành công, anh em để nhìn thấy chữ đăng xuất chưa? Đấy là mình vừa đăng nhập thành công nha. Bây giờ thì thực hiện đã nhận gói quà đăng ký này. Ok, đầu tiên thì anh em sẽ ấn vào nhận gói quà đăng ký nha. Chúc mừng bạn đã nhận được thêm một lá thăm. Và anh em đã có một cái lá thăm rồi. Và sau đây thì anh em có thể kéo xuống phần dưới này. Ok. Số lá thăm hiện có mình đang là 1 nha. Và chỗ này anh em có thể là quay. Mời đây. Anh em nhấn vào cái nút giữa này để rút thưởng này. Hiện tại mình đang có một lá thăm và anh em có thể nhìn thấy là có 8 cái phần quà đang ở chỗ này. Mình sẽ thử vận may của mình với một lần đầu tiên nha. Mình ấn đây. Vào cái gì đây? Tướng. Vãi, chúc mừng bạn đã nhận được thẻ thử tướng ngẫu nhiên. Ôi trời ơi, thẻ thử tướng ngẫu nhiên anh em ơi. Ok, cái này anh em còn nói chung có 8 lần cơ mà. Rồi, thẻ thử tướng ngẫu nhiên và nó sẽ được gửi vào hộp thư cho anh em nha. Tiếp đến là nhập mã bạn bè này. Em nhập mã bạn bè nha. Cái này thì anh em phải nhập mã bạn bè thì
tất cả các mã của anh em thì có thể để lại bình luận bên dưới phần cái clip này của mình, anh em có thể nhập mã của nhau vào. Bây giờ thì anh em sẽ lấy mã của anh em nhá. Mời bạn bè này. Đây là cái mã của anh em này, đây là mã rút thưởng của bạn, đây là mã của anh em nhá. Và anh em ấn vào cái mời bạn bè, anh em sẽ có mã và anh em sao chép cái mã này nhá. Đầu tiên anh em copy này, ok, sao chép xong thì anh em có thể qua cái video này của mình, anh em để lại cái mã này bên dưới để anh em nào có thể xem clip này thì có thể nhập mã của nhau vào, anh em cùng chung tay nhập mã của nhau vào. Đừng có mà, tại vì ai nhập mã của nhau thì nó đều có một cái lợi riêng thôi anh em ơi. Đó, càng nhập nhiều mã thì anh em sẽ có rất là nhiều những lượt quay. Ok, đó. Và như thế này nhá, đấy là sao chép mã rồi. Mời bạn bè sao chép mã này xong nhá. Đó, copy này. Rồi sau đó là anh em nhập mã bạn bè này. Cái mã đấy, ví dụ mà mình có một cái mã của ai đó ấy, từ từ bây giờ mình sẽ đăng xuất ra và mình sẽ lấy một cái nick khác mình vào để có thể là nhập mã của cái nick đấy nhá. Anh em đợi xíu mình sẽ đăng xuất nick này ra này. Đó, đăng xuất nick này ra nha. Rồi, và bắt đầu mình lại đăng nhập cái nick khác vào nha. Mình sẽ đăng nhập bằng Garena, một cái nick khác. Ok, và phần này thì mình vẫn che cho anh em thôi, vẫn phải che. Ok, và mình vừa mới đăng nhập một cái nick khác. Và chỗ này thì mình sẽ nhập mã bạn bè vào này. Cái này thì mình sẽ dán cái nick vừa nãy vào. Ok, dán vào. Chúc mừng bạn đã nhận được thêm một lá thăm nha anh em ơi. Đó, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục, mình sẽ nhấn vào đây. Ok, quay tiếp. Đó, anh em cứ nhập như thế thôi, nhận lấy mã của bạn bè để có thể nhập vào. Anh em sẽ có, ôi đây chưa anh em ơi. Chúc mừng bạn đã nhận được thẻ X-Kai kinh nghiệm một ngày này. Ok, đấy là về cái sự kiện lần này. Và có hy vọng rằng nói chung thì sẽ có cơ hội nhận được 4 vị tướng này nha, vĩnh viễn 100%. Và chúc anh em có thể may mắn đạt được những cái phần quà thật là thú vị và giá trị trong cái sự kiện lần này. Cảm ơn anh em đã cố gắng theo dõi hết clip này của mình. Anh em nhớ để lại một like, đăng ký kênh và kèm theo là bình luận bên dưới những cái mã mời của anh em để anh em nào tất cả anh em cùng chung tay, gọi là cùng chung tay để có thể nhập mã của nhau, lấy cái sự kiện này của Garden Cool Mobile để có thể là làm giàu cho bản thân mình. 3 trận đấu rồi, 3 đầu tiên thì mình sẽ chạy thật là nhanh ra cái con bùa xanh để có thể là trôn game anh em ơi. Chạy ra cái con bùa xanh này nhá, hy vọng rằng sẽ có thể có màn trôn game vui vẻ cho anh em được. Ok, thật ra là clip trôn như thế này cuối tuần để cho anh em có một cái phút giây thoải mái giải trí và đem đến tiếng cười anh em thôi. Chứ còn mình cũng không muốn gì mà, hy vọng rằng anh em có thể để lại một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ video giúp mình nhá. Bây giờ thì mình sẽ đứng ở khu vực này để có thể kéo được cái con bùa xanh của team bạn ra đây đây. Kéo lên cái màn trôn game này khá là thú vị này. Đâu rồi? Kéo. Trời ơi, mình đang kéo con bùa xanh anh ơi. Cảm ơn Murat, Murat hiện tại rất to anh em ơi. Cực kỳ to, giờ mình lại đợi 9 giây, 8 giây. Chơi được kiểu bài lầy anh em ơi. 5 giây, 4 giây, 3 giây. Rồi nha, tiếp tục mình lại kéo này. Tiếp tục lại kéo này. Kéo. Trời ơi anh em ơi, không thể tin nổi nữa rồi. Vãi chưởng luôn, thật sự anh em chắc là rất ức chế luôn này. Wow, không biết là sao đây anh em ơi. Đó, chiến công đầu rồi, một màn trong đêm khá thú vị. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng đi kéo tiếp anh em ơi. Phá rừng tìm bạn hai lần rồi, tiếp tục kéo này, kéo này chuẩn xác luôn, bắn đi, bắn nhấp xác nó lên nào. Trời ơi, anh ấy chết rồi. Ok, mình sẽ không ở lại để hỗ trợ tướng cao nát nữa mà bắt đầu di chuyển ra khu vực khác để có thể kéo được nữa xem nào. Đâu rồi? Đây có bùa xanh anh em ơi. Hình như là rừng tìm bạn không ra bùa xanh thì phải. À, đây rừng tìm bạn kia. Đợi bây giờ mình sẽ cho lại Murat đánh con bùa xanh rồi mình sẽ kéo anh em ơi. Đó, ở đây có này. Xem nào kéo luôn ra đây này đấy cho anh em ơi. Thú vị vãi. Hiện tại thì Murat tìm bạn không có bùa xanh và nhất quyết gọi là quyết định đánh con bùa xanh này mà mãi chưa ăn được anh em ơi, đang ăn một xoáy kìa. Ok. Tên này đã chết mất một mạng rồi, mất một mạng đồ game rồi anh em ơi. Bây giờ thử xem nha. Từ bây giờ mới hai à, sao nào? Mình sẽ kéo tiếp, đứng đây và kéo bùa xanh nhanh anh em ơi. Đợi cho Murat chơi bài lầy đâu ấy, bùa xanh rồi. Mình sẽ tốc tiến lên và kéo. Tích thì chơi lầy luôn này. Trời ơi, ôi giời ơi, thế chưa? Làm cái gì mà căng nhau? Làm cái gì mà căng? Trời ơi, có gì vậy? Ok, mình sống sót thành công rồi. Nói chung mang phép bổ trợ tốc biến này thì để cho game thôi nhá. Hy vọng rằng em thấy clip này hay và thú vị, cũng như để lại một like, đăng ký kênh và một cái thử thách bên dưới để mình có thể thực hiện được những cái thử thách thật là vui và thú vị cho anh em này. Ok, hiện tại bây giờ thì Murat team bạn ăn được bùa xanh rồi. À đâu, chưa có bùa xanh nhá. Mid đường cái tụi em team mình ăn bùa xanh rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển ra cái khu vực bùa đỏ để có thể cướp tiếp này. Một màn trong game tiếp này anh em ơi. Hy vọng sẽ thành công. Hy vọng sẽ thành công. Đây đâu đây nha, mình sẽ kéo đây chứ đâu. Trời ơi, phút thứ 3 dừng team bạn gọi là thuận nhất cả hai team, thuận hơn cả mình. Đấy mình hỗ trợ một màn mà. Có xe neo có 5 4 3 2 1, từ mình sẽ kéo tiếp nha. Trời ơi, đang có xe neo đỡ trong đỡ kìa. Trời, xe neo biết nãy mà. Đỡ này rất khó luôn anh em ơi. Rất khó kéo được kìa. Ui, kẻ ra Murat được mới level 3 thôi, xoắn đi nhờ. Ok, tạm đi. Murat anh em ơi đang bị chịu đòn rồi, chịu bên bảng kéo tiếp nha, kéo tiếp nha. Rồi Murat bên bảng kéo tiếp, ông già này kéo một mạng. Trời ơi, thật sự là rất phê luôn. Lâu lắm rồi mới làm cái như thế này, thật sự là khá thú vị luôn đấy. Đấy, thật sự rất là vui luôn anh em ơi. Nếu mà em có cơ hội thì có thể chơi như thế này, trốn game thôi, và hy vọng em chỉ có đấu thường nha. Khuyên em không được mang vào đấu danh, chắc kiểu như thế này tại vì là cái này rất là rủi ro luôn. Đó, mình sẽ tiếp tục chạy ra cái con bùa xanh này xem là Murat mình sẽ kéo con bùa xanh này nhá. Sao nào? Chưa thấy con bùa xanh ra, có bùa xanh đây, bùa xanh đây. Đấy, Murat chém là mình sẽ kéo tiếp này. Được rồi. Murat đâu? Đâu rồi? Phải đợi anh em ra mình sẽ kéo. Rồi mình đang chờ đợi đây. Đây kéo. Ok, mình đã kéo thành công rồi. Và Murat team bạn cực kỳ thoạt luôn. Dừng ai ngờ dừng bây giờ level 4 trở lại chết một mạng nữa này. Chắc bỏ game bạn ơi, thật sự bỏ game đi. Chơi xong clip này nếu bạn có xem xong clip này thì rất xin lỗi bạn nha. Tại đây là mình làm clip vui thôi mà. Hy vọng rằng bạn đừng quá nổi nóng với mình. Ok, và đừng để lại cho mình một dislike này được rồi. Đấy, tôi sẽ tốc biến thế. Trời ơi, tốc biến làm gì? Ok, thật sự thì khá thú vị rồi đấy. Rồi. Tiếp tục lại đi phá rừng thôi, mình lại chạy sang cái con bùa đỏ. Nhưng mà đừng quăng bùa đỏ, đừng quăng đấy. Trời ơi, ăn bùa đỏ sao mà có man trong game được.
Mình mà trước mình không chôn đồng đội nha, thế nên là bộ đoạn này mình sẽ để nguyên, chứ còn nếu mà nói thật ra thì nếu mà bù đắp tính bạn nào bộ đoạn mình sẽ kéo thẳng thường luôn, nhưng mà bây giờ đồng đội mình, mình không chôn game, không chôn đồng đội nha, không chôn đồng đội nha, đấy là một cái nguyên tắc của mình. Ok, rồi tiếp tục này, mình sẽ kéo cái con này thế nào bù đắp con xoáy này, thế nào quá á, xoáy nhanh nhanh, xoáy kéo xoáy. Ok, ảo ảnh chạm của bù đắp là đã bị xịt rồi, khá thú vị. Ok, tiếp tục đi, bạn hãy tiếp tục ăn xoáy đi, mình lại đứng đây. Hình như là ra cái con này rồi anh em ơi. Anh như này lại ra cái con này. À chưa ra, hình là vẫn đang xoáy. Rồi, tiếp tục này, kéo xoáy có kinh nghiệm có vàng lại cướp được xoáy rồi. Bỏ game đi là vừa, thật sự mình khuyên Murat bây giờ thoát hơn cả mình, này mình leo 7 rồi nên mình mới leo 6 rồi. Tiếp tục. Trời ơi, thật sự là cá thú vị. Ôi, kéo xịt mất rồi. Giờ đừng để nó chạy nào, đừng để nó chạy mất nào. Ok, mình sẽ đứng đây mình chặn đầu, mình sử dụng chiêu cuối hút luôn nha. Đứng đây mà hút lại, tôi không chạy ra đây à? Buồn thế. Ok, má nào rồi, thật sự thì khá là vui đấy. Ok, tiếp tục trời. Từ từ nha, từ từ. Anh em bình tĩnh nào, bình tĩnh. Chắc là có lẽ trận đấu này mình không rồi. Không ngờ cái bạn trong game này nó có khả năng bá đạo thế. Mình không nghĩ là vui mày đâu nha mày. Tôi kéo xịt của tôi. Đáng tiếc quá. Tôi sẽ kéo 100% không bao giờ trúng được, nhưng mà nó chỉ vì mang cái sự thú vị thôi. Ok, và chắc chắn thì cái con bùa xanh đi bạn kìa. Có lẽ là mình sẽ di chuyển thật là nhanh sang bùa xanh kim bạn để có thể là ăn con này nha. Để cho Murat kim bạn bị thoát hết, chẳng hạn là ăn bùa xanh thì mình lại cướp luôn, mình lại cướp thẳng luôn, có gì đâu. Tiếp tiếp anh ơi, cướp tiếp rồi. Murat đâu rồi? Không phải không trả lời chán nhờ, đây có hàng kéo nhá, kéo này, kéo được rồi, chết luôn, chết thì còn cái gì nữa, rồi ok một mạng. Ok Murat thôi, để Murat cướp bùa xanh kìa, buồn vậy. Chắc là từ trận đấu là Murat mới ăn được bùa xanh. Ok, clip của mình đến đây kết thúc rồi, khá là sớm nhưng thật sự thì đây là mình chỉ muốn làm lại tiếng cười và vui cho anh em thôi sau những ngày làm việc học tập căng thẳng. Anh em nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha, nhớ ấn vào like đó và subscribe kênh, bye bye.